gọn á thì xài là ok luôn nha, à, rất là tuyệt luôn á. Ok, chào cả anh em nha. Hôm nay tranh thủ lên cho anh em con máy cài Sibora nha. À, hôm nay là chỉ có Sibora thôi. Muốn Kubota vẫn có nha. Con này là Sibora SD 2200. Đó, Sibora SD 2002. Đầu tiên cho anh em coi phần phía trước của nó ha. Con này vừa về là quay lên cho anh em coi luôn đó nha. Đó, máy cực kỳ đẹp luôn mà nói chung là chỉ có rửa nhẹ thôi á, chưa có làm gì trên ha. Máy móc thì nguyên zin luôn. Nè, cho anh em coi phần phía trước nè. Khung đèn của nó còn rất là đẹp ha. Đó, cản trước nè, còn rất là ok, bị đầy nhẹ thôi. Cầu trước rồi, vô queo luôn ha. Không có xì dầu chảy nhớt gì hết trơn ha. Mâm á, thì còn rất là ok luôn. Nè, vỏ thì bị gai thôi, vỏ bị nứt nhẹ nha. Nhưng mà tình trạng vỏ này thì mình có thể xài được khoảng 5-2 năm bình thường nha. Đó, cầm trước nè, rất là ok luôn, sáng đẹp luôn. À, phải nói chứ cái độ mới của nó nè, nó chỉ mới có tróc sơn nhẹ thôi nha. Nè thấy không, tem nè, áo nè thấy không, nắp nè, đó, mâm còn rất là ok, sơn còn rất là ok luôn, nó chỉ bên tróc sơn nhẹ thôi. Đó, con này thì 22 HP nha, hai cầu. Con này là không có trợ lực lái nhưng mà lái rất là nhẹ rồi nha. Bên cơ số cơ. Đó, cho anh em coi từ từ luôn nha. Đó. Vô nè, còn ống áp luôn nè, thấy không? Gầm của nó nè. Gầm bệ đầu rất là ok luôn. Nó chỉ mới bị tày nhẹ thôi nha. Con này rất là đẹp luôn á, rất là zin luôn. Anh em có nhu cầu thì liên hệ nha. Ốc gần như là còn mạ 7 màu luôn á. Cho cái bệ bước chân nè, cái bệ bước chân của nó thì còn rất là kiểu như nó đắp sơn nhẹ thôi. Máy này bước chân có thể ít lắm nè, thông số của nó nè, thông số của nó nè, thấy không, nó SD 2200 nè, không gạch 12 gạch gì đó ha. Đó rồi, chút nữa mở nắp cabo lên cho anh em coi, trông còn rất là đẹp luôn. Yeah, cabo nè thấy không, nó túp lô nè thấy không, bô lăng nè, còn ống áp rất là đẹp đúng không. Bên kia thì còn cái kiếng nữa, chút xíu nữa qua bên kia mình coi cho nó dễ nha. Ghế hay là cái ghế zin nè, cái ghế zin nhìn rất là đã đúng không. Đó, ví dụ như cái ghế zin nó bị gách chút xíu trong đây thì anh em thích thì có để vậy, hoặc là mình có thể là mình bọc cái da khác nha, bình thường nha. Mà thông thường đầu zin xài rất là ngon nha, rất là ok luôn, nó cực kỳ bền nè, phía trước nè, thấy không? Chỗ gác chân á, đi tới lui á, đạp nó cũng bị tài chút xíu nè, thấy không? Đó, số nè, rồi, nha. Còn rất là đẹp, nước sơn còn rất là mới luôn ha. Đó, bị tóc nhẹ thôi, tày nhẹ thôi, về nè, về phải nói chứ bên ngoài là còn rất là đẹp, ha, đỏ chói luôn ha. Bên trong thì bị nó tóc sơn, ha, tóc sơn với bị rỉ nhẹ. Còn cái mâm sao thì phải nói chứ nó đẹp gì đâu, đẹp luôn nè, thấy không? Nó đẹp cỡ này thì thôi chứ mà nó bị tróc sơn vài chỗ thôi, chứ còn rất là đẹp luôn. Sơn này màu xám nè, thấy không? Vỏ này còn rất là ok luôn, 11.2-24. Đó, về coi từ dưới lên nè ha. Rồi, bên đây thì có cụm đèn thôi. Đây là cũng đèn sáng thôi, chiếu sáng thôi. Ra phía sau là xi nhan. Ở đây còn rất là đầy đủ luôn nha. Đèn phản quang. Rồi phía sau, tại sao mình lại bó như thế này, bó như thế này để mình chạy ra vô nó không bị giặt cái đuôi ha, giặt kiếm đâu á. Đuôi thế còn rất là ok nè, thấy không, kiếm nè, ống áp, còn là cành đào đó, đùi nè, mâm đông nè, đẹp chưa. Đó, bên đây cũng vậy ha. Bên đây thì nó xấu hơn một tí nha, nè nó bị tày hơn nè, thấy không, nó bị tróc sơn về ngoài nha. Đó, nhưng ngoại diện còn rất là ok, rất là đẹp luôn. Ổn áp, nước sơn phải nói như rất là thề luôn. Dạ, bên đây ha, ghế nè, là ghế là cho anh em coi nè, dưới đây coi chỗ đáy đồ nghề luôn ha. Ghế còn rất là ok, rất là sáng luôn ha, chỉ bị sờn nhẹ thôi, chưa bị rỉ sét gì hết. Mâm bên đây rất là đẹp luôn ha, chỉ có mâm trong nó bị tóc sơn nhẹ chút thôi. Rồi, dạ, về bên đây thì cũng khá là ok nè, thấy không?
đó. Chứ còn máy cũ mà tình trạng như thế này còn rất là ok, máy bắt nguyên zin luôn, cho nên là anh em yên tâm đi nha. Đây chỗ mà đập thắng đây còn rất là mới luôn đó. Với cái nước sơn này, nước sơn kiểu nó xám, nó rất là lâu cũ luôn á. Mình xài xong mình hơn nó một chút là mình nước mình xịt rửa lại á, vụ qua vụ rồi mình dầu rồi bôi trơn đồ vô phải nói chứ xài không biết khi nào luôn đó. Máy móc ở đây luôn nha, thấy không đó, ok ha. Rồi xài gầm luôn, gầm đây đó, chút xíu nữa mình tiến hành mình test máy cho anh em coi ha, giờ mình coi xương xương trước đi đó, ổn áp không. Rồi tới bên đây rồi ha, vỏ thì bị gai nhẹ ha, mâm còn rất là đẹp luôn nè, thấy không. Rồi gương, gương thì còn đẹp ha đó, ok luôn. Giờ mở ra nhẹ nhẹ coi em. Rồi nó dướng cái dướng cái cục đó rồi đó. Rồi giờ có một tay khó quá ha, thì cứ vậy đi, cơ bản vậy đi. Thì anh em mà có nhu cầu á thì anh em liên hệ đi trực tiếp qua Zalo cũng được hoặc alo số điện thoại cũng được ha đó. Rồi giờ đi xa xa ra cho anh em coi phần tổng quan, sau đó mình tiến hành phần test máy cho anh em coi nha. Sơn đâu ok luôn nha. Anh em nào có nhu cầu thì liên hệ nha. Anh em xem video thì nhớ nhấn nút like, đăng ký. Ví dụ như anh em nào đăng ký rồi nhấn nút like, chia sẻ cho anh em nào mà có nhu cầu, người ta có thể tìm được cho mình một con máy thật là như ý nha. Ví dụ như mình không có tìm cái dòng Shibora thì mình tìm cái dòng Kubota, mình tìm cái dòng Isuki ha. Mình không thích khoái hai cầu thì mình tìm máy một cầu cho nó nhẹ nhẹ chút ha. Rồi tùy nha, ví dụ như công việc của mình như thế nào thì mình chọn cho nó phù hợp. Dòng mã nhật mình tuyển chọn thì xài ok luôn nha, rất là tuyệt luôn á. Do cái sân này hơi nhỏ nên là kiểu như kéo nó không có đã, chạy vừa vừa thôi, test máy thôi nè. Có bãi cỏ nào rộng rộng thì phải nói chứ chạy cực kỳ đã luôn. Thì khi tới đây mua máy thì anh em sẽ được test máy rồi kiểm tra máy kỹ lưỡng rồi ha. Yên tâm đi nha, máy thì bao zin hết cho nên là anh em yên tâm, bao uy tín chất lượng.